Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Thằng Lê. Trong bài học chia sẻ AutoCAD này, Thằng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình chọn được những cái đối tượng mà nó trùng nhau ở trong AutoCAD. Rồi mời các bạn theo dõi. Rồi, chẳng hạn như cái hình vẽ này. Khi mà các bạn click vào, giả sử ngay chỗ này nó có hai đối tượng trùng nhau, mình vẽ hai cái line. Mình vẽ một cái line rồi, sau đó mình đổi một cái line khác, màu khác nè, màu trắng nè chẳng hạn. Đây, chỗ này có hai line trùng nhau và mình dùng lệnh thêm lệnh bôi line mà một cái màu khác nữa. Mình dùng bôi line mình vẽ tiếp. Kết quả là chỗ này có ba đối tượng trùng nhau. Thì như vậy vấn đề đặt ra làm sao để mình chọn được cái đối tượng bất kỳ một đối tượng nào đó mà mình mong muốn. Một trong ba đối tượng này mình muốn chọn đối tượng nào cũng được hết thì làm sao để mình chọn được đây? Thì cách làm rất là đơn giản như thế này nè các bạn. Các bạn để ý bên dưới cái thanh công cụ trạng thái á, nó có cái biểu tượng tên là bạn rà chuột vào bạn thấy có tên là selection styling tức là chọn xoay vòng. Cái chức năng selection styling là chọn cho tuần hoàn này đó. Thì nếu bạn không thấy thì bạn click vào trong cái biểu tượng cái ba dọc ngang nè, rồi bạn bạn lên nó là cái này nè, selection styling. Còn bạn không thấy nữa, bạn muốn cho nó hiện ra nhập tiếp selection, bạn cứ gõ luôn nguyên chữ selection styling luôn. Đây nó là chữ này nè các bạn, selection styling. Bạn để cho nó cái giá trị bằng 2 nha, bạn để cho nó cái giá trị bằng 2, 2 enter. Và đồng thời cái này bạn phải bật lên. Và giờ nếu mà mình tắt đi thì không có vấn đề gì hết. Khi nếu mà cái này cái tính năng này nếu mà bạn tắt đi á thì khi bạn rê vào ngay chỗ này nó có ba đối tượng trùng nhau. Khi bạn rê vào bạn lít chuột trái một cái thì đối tượng nào nằm trên nó chọn cái đó. Chọn cái trên cùng thôi, còn cái đối tượng ở giữa ở dưới thì nó không có chọn được. Bạn muốn chọn được một cái đối tượng bất kỳ mà bạn mong muốn trong một trong ba đối tượng này thì các bạn bật cái tính năng này lên, selection styling, bật nó lên. Rồi chú ý cái biến selection styling phải để bằng hai nha, selection nè styling để bằng hai, bạn phải để cái biến này bằng hai. Rồi và cái biểu tượng này phải đang bật lên. Khi đó bạn rê chuột vào này, bạn lít vào đối tượng cái nè, thì khi đó nó cảnh báo, nó hiện ra cái cửa sổ selection, nó cảnh báo nó là chỗ này là có ba đối tượng trùng nhau, một cái body line màu xanh, một cái line màu trắng và một cái line màu hồng. Thì như vậy các bạn muốn chọn đối tượng nào cũng được hết, cái nào nằm trên là nó ở thứ tự trên cùng đó các bạn, cái này nằm giữa nè, cái line màu trắng nằm giữa và cái line màu hồng nằm dưới cùng này, bạn muốn chọn cái nào bạn rê chuột bạn lít vào thôi. Như vậy là nó chọn được cái line màu hồng rồi, nó rất là đơn giản. Còn non là mình không có chọn gì hết. Đây các bạn click vô nè, giờ đã chọn được rồi đó. Rồi các bạn đóng cái sổ lại hình bình thường rồi cho các bạn. Ok, bạn click chọn cái nào click vô cái đối tượng đó thôi, rất là đơn giản. Rồi ví dụ như mình xóa đi, nhầm lệnh xóa nè, chọn đối tượng nè, hiện hiện ra cái này giờ xóa cái nào, giờ xóa cái line giữa, bạn chọn line giữa thì nó xóa line giữa thế thôi. Hiện ra chỗ này bây giờ chỉ còn có hai line thôi. Đó, vậy đó các bạn. Hoặc là mình qua bên cái bản vẽ này, thông thường các bạn hay dựng nháp á, thì những cái nét nháp nó còn ở bên dưới á, bạn muốn xóa nó đi. Hoặc là giờ bạn muốn chọn những cái line bất kỳ chỗ này bạn lấy chục cái dân cái thì cũng hiện ra cái bảng nó báo là ngay chỗ này là có tới bốn đối tượng, một cái line màu xanh dương, một cái bôi line màu xanh dương, hai là hai bôi line màu xanh dương và một cái bôi line màu vàng. Thì bạn rê vào đối tượng nào thì nó sẽ hiện ra nó cảnh báo là nó chọn được đối tượng đó, bạn thấy rất là rõ, nó review trên màn hình đó, bạn nhìn kỹ bạn thấy trên màn hình đó là bạn chọn cái đối tượng nào, bạn click vào đối tượng đó thôi thì nó chọn cho bạn cái đối tượng đó. Và sau đó bạn nhập lệnh gì đó, nhập lệnh copy, lệnh xóa, lệnh quay, lệnh mirror gì đó là bạn cứ làm rất là thoải mái, được chưa nào? Đó là cách chọn những cái đối tượng trùng nhau. Còn bạn muốn tắt tính năng này đi, bạn click vào đây nó tắt đi. Khi nó tắt rồi thì khi bạn click vào chỗ này cho dù có trùng 100 đối tượng trùng nhau hay chăng nữa thì bạn click vào chỉ chọn cái đối tượng trên cùng thôi. Đó. Trường hợp có hai đối tượng trùng nhau bạn chọn nhanh bằng cách này, giả sử đây một đối tượng rồi mình vẽ thêm một đối tượng nữa là line màu trắng. Trường hợp có hai đối tượng trùng nhau thì có một cách khác bạn chọn, bạn cũng không cần phải dùng tới tính năng này. Mình có thể tắt cái tính năng này đây nè. Giờ mình muốn chọn đối tượng bên dưới, bạn muốn chọn đối tượng bên dưới thì bạn cứ dùng cửa sổ bạn bôi hết qua hai đối tượng, ở sau đó bạn đè giữ biến shift chọn lại, hiện bỏ cái thành cái thành phần bên trên ra thì nó còn lại bên dưới là bạn mua bạn làm gì đó rồi chưa các bạn. Đó cũng là cách, tuy nhiên bạn dùng cái chức năng này cho nhanh. Rồi đó là vừa rồi Thắng Lê vừa chỉ cho các bạn cái cách để mà các bạn chọn những đối tượng trùng nhau trên AutoCAD như thế nào nha. Rồi video này xin kết thúc tại đây. Hẹn lại các bạn trong những video khác. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn ủng hộ Thằng Lê bằng cách các bạn cho Thằng Lê xin một cái like nha, cho mình share cái video cũng như các bạn đăng ký kênh để ủng hộ giúp cho Thằng Lê phát triển cái kênh này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.